Welcome to Andalai Botanic Garden, guys. Ồ, này giống cây chuối quá, đâu phải ha. Giống cây chuối mà đâu phải ha. Yeah, so which way you want to go first? You want to go there or you want to go that way? Take a photo? All right. Thanks. Yep, welcome to Andalai Botanic Garden. Tím ở đây là màu ngộ chứ, cái lá mà nó đủ thứ màu này nè. Thôi, bây giờ có quay. Ok. Đây, bà với mẹ đi nha. Anh em đi từ từ đi nha. Wow, this one looks like a lotus farm. Beautiful. Nóng nó mới mọc được chứ ha. Ừ. Ở đây nóng hơn dưới kia. Đây thì...
Đi đường này nè em. Em không biết cái đường này ta đi vô đó có gì đó. Đây quẹo đây có nhà hàng với có đẹp luôn hả? Đây hả? Ở đây nè. Đi đây trước đi. Này có con lạch nước nước gì vậy đó đi đó không không có bèo quá ờ ở đây trồng nhiều quá ha ở chút mà lúc ờ che chút nữa. Cái hồi xưa nó bây giờ người ta trồng lái hết đó. Giờ đó đi toilet. Có một tên này nha, nghe nè. Ờ. Dưới đây là gì? Toilet đâu? Đi đường này cà phê đâu đó. Ông này đi mà không có đi gì vậy, đường đây mà nhổng qua ha. Ờ. Đi được cứ gặp. Ờ. Chỉ là sở thú ở đâu mà ở bên đó gần sở thú du á bữa bên đây ờ du á bữa bên đây như kế bên bông rồi có cái hồ à này nhà kiến nè em trong nhà kiến ờ cải đi em không nó xả lại ờ cái cây trong ông đổ hả cái này là à mấy cái cây này trồng trong trong này giống như xứ nhiệt đới ờ ồ ngon ngọt ha cái này giống như bông súng à cái này bông súng này của ta lý gì em dùng đi này chỉ ăn cái nhú này nó chịu đừng nó nở ra bự thành gì đó. Nó đầy chữ kìa ờ. Victoria Mosca Water Lily cũng như vậy nhưng mà nó giống đây. Ở đây mình vô coi rồi chút nét đo nét đo là cái gì mà nó rủ rủ giống nét đo đi vô đây nè nét đo đi vô đây
Ủa tờ lý lì luôn này à, này này không biết cái gì ờ à, này giống lan cái gì á ờ ờ lan chắc mày lan quá. Ừ lan đúng rồi, leo nữa. Ừ, nó mình đâu có bỏ. Ô này đẹp rồi. Đúng rồi, hai đứa đó mua năm cưới rồi, vàng cái gì. Yeah, to lát đó rồi em. Vô ra đi. Ờ. Đúng rồi nè. Ủa, nước làm gì? Ờ, đi vô đây mát nè. Đi vô đây mát. Ủa hứng là hứng nước này hứng nó dội hả? À, bởi vì nghe mùi bước xuống nè. Bước xuống. Nghe cái mùi nó khác. Ừ, cái này có chịu hỏi không? Rồi. Nè, đứng này chụp hình. Ờ, này là cây đỏ chứ đâu. Nó hết bông màu vậy? Hết rồi, quen giờ. Giờ này tháng 12 rồi trời. Ở đây nó nóng mà đâu lạnh giống như mình. Có bông đẹp chứ một cái chụp vậy là có bông chứ. Này quẹo ở đây rồi. Đi lên chỗ đó lại. Ủa, rủ chỗ nào ta mấy vô. Rủ mấy bên kia kìa. Thử rủ á. Đi, vậy đi. Lâu quá không uống rượu hả? Đi. Ờ vậy là cái cây này nó có cái trái này ha. À, vậy là con mình nó không biết. Trẻ. Không ở dưới phía đây không có trái. Nè. Ở đây mới có trái. Là bông hành trái ha. Ừ, nó là bông hành trái. Cái gì nữa? Đó, ồ đẹp quá nè. Ồ. Đó, biết. Ở này có cái con lạch ha, băng ở đây ha, lúc con vô đây coi chứ. Ở đây mình ra đó. Trời ơi, đầu cỏ.
lạnh mà nóng quá mình cạn nước hết. Bẻ qua trước cái gì vậy em? Không biết cơ. Ờ cái nhà hay ngộ ha. Giống như ở Châu đó. Để dạy dạy để coi nè. Có cây gì. À ở đây lan nè. Lan bỏ lên đó nè. Này giống chừng có cái mai luôn ở đây luôn nha. Ờ. Anh khổ ha. Ừ. Nó chì chì ra nó màu trắng ở trong như vậy. Mấy cái. À. Anh nghĩ vậy giống không? Cái này giống không? Không. Không. Lan mà. Hả? Ừ. Lan đu lên đây. Này mấy cây này chắc anh thấy là như xứ đóng không, nó che lại không? Lan nhiều cho mấy lan nhiều. Lan à. Dương sĩ vậy có. Ờ. Ủa sao sao tưới nước sao nó sống? Có chứ, nước ở dưới nó làm tự động hết đó. Ừ. Anh thấy rồi. Trên tường này nó phun rồi. Ừ. Đó, nó làm tự động hết ở đây mà. Đây cầm tưới. Ừ, đây đâu ai cầm tưới. Ở cây ngộ không? Cây cái gì? Cái này rễ. Ừ. Ừ. Lan không à? Ở trong đây lan không à? Đúng rồi, nó bó. Ờ, thấy nó treo lan này. Ô, cái cây ngộ có cái bông luôn. Ừ, cây này nè. Cây này bự dữ vậy? Ừ. Nóng rồi. Ừ, hơi nóng hơn rồi đó. Và lớp phải đi bush là bush chỗ này đi giống như đường rừng mà. Sâu. Hả? Đâu có là sâu đâu, cứ đi chút ra kia thôi chứ sâu khỉ gì đâu. Nè đây nè bush nè. Ủa nó mấy cái đường đó là bush đó. Ờ, muốn đi. Muốn đi đi vô đó nó mát ra đây coi cái này là gì. Ô cái này vậy. Rượu là đó, rượu bên đó đó. Nó đi ra thử rượu ngoài nhà đó đó. Đi ra ngoài đó nhìn rồi đi vô lại. Rồi ra ngoài đó xong. Nhà cây trẻ mấy. Gia đình đâu có cái nhà nhiều. Gia đình đây có nhà cho. Ừ. Cái như nhà ký đó ở dưới mình có nhưng mà ở đây nó xây nhiều hơn. Gia đình mình đi dưới. Ừ. Nhà bệnh đâu có nhà. Phải có chứ.
Ờ, đồ đó đi anh thấy. Cái chim này. Ờ, dịch đổ. Này xây cũng đẹp ha. Này. Sân làm đi. Có nước. Hồ làm quảng. Nước ở đây nó lọc hết xuống hơi dở. Ồ, oh, cái nhà đó chút vô coi, wow. Cái nhà đẹp quá. Này giống như nhà kiến vậy em. Nhà kiến dài hình. Này vô đây nhìn nè em. Ồ, này trồng rau cải thôi à. Không á. Lúc ao. Trái gì quá trời vậy. Hả? Anh trái gì quá trời vậy. Ờ, cái gì á, trái gì ngộ á. Không biết, không ăn được đâu. Cái gì vậy? Không biết. Ồ, trái ngộ quá. Em nghĩ ăn được quá à. Không biết. Cái cây gì, cái đề dưới đất cái cây gì. Ờ, vô đây nhìn cái nha em. Kè thấy láp với không? Không phải, bà. Cái này là giống như là nó lọc nước á, nó lọc nước thiên nhiên luôn á. Hả? Đó, nó trồng cây nó lọc nước xong rồi đi qua anh kia bỏ qua anh kia lại. Đó, thấy không? Nó kêu là wetland á. Đó, tự nhiên. Thì nó bơm ở trong kia nó lọc bằng mấy cây ha, nó tự nhiên nó lọc từ từ. Cái xoài đây trồng được ha. Ờ, ở đây có trồng xoài được hết ta. Ừ. Cũng trồng được. À, đây cây nghệ nè. Tôi mới việc nè là nghệ á. Cũng vậy hả? Đó, nghệ á. Ừ, tôi mới thấy cây nghệ á. Ờ. Chị nghệ đây rẻ đấy. Ờ. Ừ. Có cái episode phải không? Bắp nè, đây trồng bắp nữa nè. Bắp có trái nè.
mấy cây này là thực phẩm á. À, cái này trái dược ký này mà. Cái màu vàng. Phải không? Ở sao dám dược ký này. Dược ký này với gì nữa, phải không? Phải không? Cái nó màu vàng ta. Ờ, chắc này để chín quá hả? Không phải. Cái loại vàng. Ờ. Ủa, cái trái gì quá trời mà anh. Nè anh. Ủa, lê, giống như ổi lê á. Đẹp vậy. Ồ, đây nguyên chùm nè. Ở đây nó chùm mà nó tiễn nhỏ nhỏ à. Nó trái nhiều vậy. Ừ. Ủa, cái lá nó bóng mà. Ờ. Trong sóc mà ở đây nó trong sóc đó là nước nó chảy ra đây không lọc không chảy ra đây đó nghe nó hút không à. hút lọc từ gì chút nó đi ăn chút nó đi ra phố ăn rồi đi về. Ôi trời ơi, tao đói bụng xuống xỉu ra phố. Bây giờ có gì đây ăn không? Hai đứa kia nó no. Ờ này này có cầu thang lên nè em. Đi dưới đây trước đi. Này nhà lồng kiến mà trồng cây. Cây xứ nóng. Cây xứ nóng quá. Còn cây ngọ ha. Chút nó mình lên lầu mình đi. Nhà bắt đầu tiên có xíu rồi. Ừ. Nó thành bự vậy. Ờ. Cây nó thành bự bên kia luôn. Cây ừ này cây xứ nóng. Ủa, làm cái nhà kiến là bự ghê luôn ha. Làm cái nhà kiến này bự ghê luôn. Không ở đây vàng nước tưới rồi của nó bông mà giỡn đâu đó, có hồ nữa thấy không. Ồ, mở ghê luôn, nhà kiến. Trồng cây cào đó rõ là biết cái chỗ này là bự. Nó có quạt gió ra luôn. Này cây cây sứ đã nóng mà. Thôi cây này có bông ngọt không? Đi dưới đất trước rồi mình lên lầu sao. Tưới trên đó luôn á, mới làm đồ trên đó tưới giống như mưa xuống luôn. Nó đưa điều khiển họng vô nhà này mình đâu thấy ngọt đâu thấy không. Ha, vô đây mình đâu thấy ngọt. Khoai môn gì đó, mấy cây này ngon môn không. Như vậy giống như chậu. Ủa, nhà kiến bự ghê.
trồng tới mấy cái cây nó cao nó nhiều luôn. Nó rải nè, rải nó đu. Này là cái rải của nó đó. Ừ thì này rainforest mà, cái này trồng rừng mà. Rừng mà rừng xứ nhiệt đới mà, bởi vậy trong đây nó mới làm nhà kiếm. Còn mấy cây này sống hoài không được. Ờ sống hoài chết rồi. Cái rừng sao nó sống? Này xứ nhiệt đới mà, mấy cây này gần như xứ nhiệt đới. Trời ơi, quá chừng bông luôn nè. Đó, đây có bông hồng nè, giờ nó có bông hồng. Ô, quá chừng bông hồng luôn nè. Quá chừng bông hồng luôn. Đủ loại bông hồng luôn. Wow. Cho lên mát rồi. Vô ghế đây ngồi nè, trong đây có, chắc có ghế ngồi. Mới nói có cái ghế bằng ở ngoài nắng. Ừ. À, đi vô rừng à. Dạ thích đi vô rừng à, đi vô rừng nè. Đứng yên cho lúc miếng rồi. Không, 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 vợ. Không, vợ muốn ăn ngọt cũng đi đây. Ây, là đừng quay, lại đau bụng. Ủa, nãy nhớ vậy đi vô mà anh trước nè. Ủa, sao giờ đi ra vậy? Thì vợ muốn đi ra, vợ nói gì. Ủa, sao kỳ vậy, đường này giống ra ngoài hả? Rồi, đó. Còn chắc có cái tài tiếp đây vậy. Thì đó, đi ra chỗ này. Đi ra chỗ này đó thôi. Đó, muốn đi tiếp chỗ này hay đi ra chỗ ghế đó ngồi. Quần quần ở đây hoài á, hết rồi hả? À, bên kia còn nữa thấy không? Hả? Đi ra. Ô nhìn cây này đẹp nè, thằng cây này đẹp. Ta đem ghế rồi, người ta ngồi người ta chơi không? Vậy hết rồi, mấy bên đây qua bên đây thôi.
Cái này cái cổng khác nữa là không? Ở đây có lạch bằng ăn ngon qua đó. Vậy đi ra đường đó rồi đó, đi thẳng lên đường đó. Vậy thôi, cái này cũng đâu có như nó bự, cũng đâu phải là bự nhiêu đâu, nó xít. Đi. Không hướng này cà phê chứ không lại. Đi lại chỗ nãy đó, chỗ cà phê ở đây. Nó có đi thẳng đây, cà phê đây. Đây là đường gì? Economic Garden, đi cái vườn bông gì đó. Cái đường này đẹp. Không. Mà đi ra đi anh là du rồi. Một cái nịt phát nha bên đó. Bên đó có cái phát đấy. Em nhà này như nhà hàng đã tiệc hay gì á, nãy mình thấy mà mình không có vô. Người ta mua xe này nhiều quá không, xe bánh bự, xe này bự nữa chứ bánh nhỏ. Ừ. Nó có thể để bao nhiêu ký nữa chứ. Đây là quán bia rồi, quán này quán pháp rồi. Đúng rồi, quán bia rồi. Quán bia rồi, quán rượu rồi đúng không? Đúng không? Restaurant đúng không? Buổi tối thứ sáu có mở cửa ăn tối. Ra ghế đi ngồi nè em, ngồi chút nè em. Nãy mình kêu vô đây. Cái nhà nó chưa vô. Bây giờ mình hỏi lên. Em có đi không? Đi, em đi không? Đi. Mà trong đó chật có để pha lô đâu được. Đi anh dịnh chứ. Mấy cây xương rồng à, không?
Wow, hôm nay mà té vô thôi, ổ trái là như ăn được không anh? Không phải. Cái khác này. Cái kia bự hơn. Wow, xương rồng không anh nha. Ờ, dạng giống xương rồng luôn. Ủa, cái đó cũng người dạng xương rồng. Ờ, đi lên nhà kia coi. Thôi đi, giống xương rồng. Cây xương rồng à? Ồ, cao. Đỏ, không bằng đỏ. Ở đây là cắt thừa xía lại dạng giống vậy. Đâm vô đây là đào. Thấu trời xanh luôn. Cây này giống như cây ngoài đường nhà mình, nó có trồng xong nó lụi, nó ra bông nó lụi luôn. Cây này là ngộ ha, xương rồng này ngộ ha, có bông đỏ ha. Ừ, xương rồng mà. Ừ. Ồ, đây ngọt à. Ồ, cây này là em xương rồng mình dai không à. Trời, cây này là xương rồng mình dai không. Xương rồng này chưa nóng, bởi vì nó mới trồng vô đây nóng như này. Làm này giống hang đá. Rồi lên kia nhìn cái ô bên kia kia bự. Cây nào cũng gai không ha? Giống bông sứ vậy? Ờ, giống bông sứ mà có gai ha, ngộ không? Ừ. Loại xương rồng. Có cây ngộ ha. Mother á, trời. Này ở châu Phi. Ơi, đi ra đây là đi giải đường xương rồng này, đi ra. Cái đường này này giống cái cây mà flat chỗ kia nó trồng ra bông này xong rồi lụi luôn. Ừ, cây xương rồng ngọ ha. Ồ, mấy cây này mà nhào vô cái là đâm dính tụi đít. Ừ, 49 độ C, mấy cây này là cây xương rồng ngoài sa mạc phải 49 độ C. Ủa, xương rồng ngọ ha. Ờ, cái bông này cũng là xương rồng hả? Nhà mình có. Ủa, đó là xương rồng luôn hả? Ờ, chắc vậy quá. Ủa, cái cây này có trái không được nè. Ừ, đúng. Ủa, cây này là đúng rồi. Ủa, có bông đẹp ghê luôn. Ủa, cái cây này có trái không được á. Em thấy nhà ta trồng ăn.
Ừ đúng rồi. Ừ anh cây kia khác. Ồ cây này có bông giống bông hồng không? Ê, wow, cỏ đây trồng xanh không? Xanh mướt luôn. Xanh mướt mà không có quý luôn á. Ừ, chăm sóc mà không có cây quý luôn. Mà ăn cỏ nhà mình trồng quý tùm lum đây không có cây quý luôn. Man. Hay không? Ồ. Bởi vì siêu đẳng. Ừ chứ, phóp lên nó tưới. Ừ. Nó có đồ nó phóp lên nó tưới rồi dạ mát ghê luôn. I got the restaurant here. Quá chừng luôn. Speed it up again. It's true, isn't it? When we go home, they I think we're really slow. Come on here. It's so slow. It walks slow. Yeah, it's just because it's so slow. Yeah, it's the day and I can't get over how you act Christmas. And that's it. You make it so hard. Quá chừng luôn, đâu có một con, quá chừng luôn, mấy chục con luôn. À, lại đứng nhìn đi. Ừ. Ở trong đó có nhà hàng trong đó. À, vô nhìn cái rồi đi ai quẹo vô cái nhìn cho biết đi. À.